Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mô hình kinh tế Trung Quốc đang đi vào ngõ cục Ngày 23 tháng 11, VOA Tiếng Việt có bài bình luận Trung Quốc, mô hình kinh tế gây bế tắc của tác giả Ngô Nhân Dụng Tác giả dẫn một nguồn tin quốc tế cho hay Giá nhà ở Trung Quốc tính tới tháng 10 đã giảm liên tục 5 tháng Giảm mạnh nhất kể từ tháng 2 năm 2015 Kéo theo cả nền kinh tế đi xuống vì ngành xây dựng đóng góp 1 phần 4 GDP Trung Quốc. Tác giả cho rằng nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này là sự thất bại của mô hình kinh tế bất chấp thực tế cũng như lý luận chỉ vì nhằm mục đích bảo vệ quyền hành của đảng Cộng sản. Tác giả đề cập đến tình trạng thị trường bất động sản Trung Quốc với hàng loạt công ty lớn nhỏ phá sản, không trả được nợ, những ngôi nhà bán trả góp trước không thể hoàn thành để giao cho khách. Người mua nhà trả góp trước được hứa hẹn giao nhà sau 3 năm nhưng chờ mãi không được giao, khiến cho họ lo lắng và ngưng đóng tiền. Đồng thời nhiều người tìm cách bán tống bán tháo khiến giá cả rơi xuống, dẫn đến việc các công ty xây dựng thiếu tiền. Điều này lại kéo theo tình trạng các ngân hàng không dám cho vay đã khiến cho các công ty ngày càng thiếu tiền trầm trọng hơn để tất cả tạo nên một cái vòng luẩn quẩn. Hình ảnh bài bình luận trên VOA tác giả dẫn phân tích từ một hãng tin lớn quốc tế theo đó từ sau năm 1998, dân số đô thị Trung Quốc tăng lên, chiếm 2 phần 3 tổng dân số. Các công ty xây dựng đua nhau vay tiền để xây nhà bán, khiến nợ nước ngoài tăng cao. Từ năm 2009 đến năm 2020, nợ nước ngoài tăng gấp 100 lần. Trong khi đó, dân số bắt đầu giảm bớt và nhà cửa bắt đầu dư thừa. Cả nước còn 50 triệu căn hộ không có người ở và nhiều công trường xây cất ngừng hoạt động. Những chủ nợ lớn nhất của các công ty địa ốc Trung Quốc là người mua nhà trả góp. Tiền tiết kiệm của 70% các gia đình trong lục địa đổ vào việc mua nhà để ở hoặc đầu tư, nhà cửa chiếm 60% tài sản của dân. Giá tụt xuống, nghĩa là 70% dân Trung Hoa đang mất tiền dành dụm cả đời. Địa ốc không còn là cơ hội kinh tế mà đã trở thành một vấn đề xã hội và chính trị. Tác giả cho biết Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm cứu vãn tình thế, như từ năm 2020 đã hạn chế số nợ của các công ty bất động sản, năm 2022 hứa cho vay không lãi suất cũng như giảm lãi vay. Tuy nhiên, các biện pháp này đều không thấy hiệu quả. Năm 2021 GDP Trung Quốc chiếm 18,4% toàn cầu, nhưng năm 2022 chỉ còn 17% Tác giả dẫn một hãng tin tài chính quốc tế mô tả địa vị của Trung Quốc đang xuống dần, trong khi các nền kinh tế khác vẫn đang lên. Hình ảnh một tờ báo mạng Việt Nam to gan dám phê phán mô hình Trung Quốc. Số hàng xuất cảng của Trung Quốc đang giảm vì kinh tế các nước mua hàng cũng đang gặp khó khăn hoặc đang tìm các nguồn cung cấp mới. Các công ty quốc tế đang rút tiền lợi ra khỏi Trung Quốc. Các số đầu tư bớt 12 tỷ đô la trong quý 3 năm 2023 Đồng nhân dân tệ xuống giá, các xí nghiệp Trung Quốc cũng theo gót, chuyển đô la ra nước ngoài mua bất động sản. Theo tác giả, ngoài mối lo giảm phát thay vì lạm phát, Trung Quốc đứng trước hai vấn đề lớn nữa, số người làm việc giảm xuống và hiệu năng sản xuất ngừng động. Lực lượng lao động của Trung Quốc có lúc lên cao nhất bằng 24% số người làm việc trên thế giới, hiện xuống chỉ bằng 19% và trong 35 nữa sẽ xuống tới 10%. Kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ tăng 2,5% một năm, bằng một nửa chỉ tiêu trên 5% của ông Tập Cận Bình. Tác giả kết luận, đây là kết quả tự nhiên của mô hình kinh tế theo Đảng Cộng sản Trung Quốc từ khi đổi mới. Họ từ bỏ kinh tế chỉ huy kiểu cộng sản cũ nhưng vẫn đề cao vai trò của doanh nghiệp nhà nước. Đó là những xí nghiệp hiệu năng thấp nhất nhưng được cung cấp tài chính nhiều nhất, các xí nghiệp tư nhân đóng góp cho sản lượng quốc gia nhiều hơn nhưng khó vay được tiền từ các ngân hàng. Cơ cấu kinh tế Trung Quốc nặng về đầu tư, nhẹ về tiêu thụ, trái ngược với các nước theo kinh tế thị trường. Đảng nắm tiền đầu tư nên nhân dân bị lệ thuộc. Nếu tự doanh phát triển mạnh thì sẽ đến lúc không ai cần nhờ đảng nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Mô hình kinh tế Trung Quốc đang đi vào ngõ cục. Tổng bí thư ca ngợi công cuộc chống tham nhũng. Ngày 22 tháng 11, VOA Tiếng Việt cho hay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp chống tham nhũng, yêu cầu hợp đồng tác chiến. VOA cho biết hôm 22 tháng 11, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ca ngợi công tác phòng chống tham nhũng tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong bối cảnh nhiều vụ đại án diễn ra gần đây đang làm chấn động công chúng. Gần nhất là vụ vạn thịnh phát với số tiền mà các quan chức nhận hối lộ hàng triệu đô la. Báo cáo tại cuộc họp cũng đề cập đến một loạt các đại án như vạn thịnh phát, ngân hàng SCB, công ty Việt Á, tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Sài Gòn Co-op, v.v. Đã có 76 tổ chức đảng bị kiểm tra vì liên quan đến các vụ án ở tập đoàn FLC, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty AIC. Theo đó, 57 đảng viên đã bị xử lý kỷ luật, trong đó có 7 cán bộ, diện bộ chính trị, ban bí thư quản lý, bao gồm 3 nguyên bí thư tỉnh ủy, 4 chủ tịch, nguyên chủ tịch, ủy ban nhân dân tỉnh, vẫn theo trang tin của chính phủ Việt Nam. Hình ảnh bài trên VOA. Dường như đối với ông Trọng, việc phá được nhiều án nhiều đại án là thành tích, là công lao của Đảng. Tuy nhiên, có vẻ như ông không thèm quan tâm đến hậu quả của các đại án này đối với nền kinh tế và sự ổn định xã hội, cũng như ông bất chấp một điều quan trọng, đó là cần ngăn chặn tham nhũng trước khi nó xảy ra, hơn là để mặc cho tham nhũng phát triển rồi đi đánh án. Theo VOA tại cuộc họp, ông Nguyễn Phú Trọng ca ngợi công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực làm ngày càng tốt, có thêm nhiều kinh nghiệm, bài học. Và nói thêm rằng cần xây dựng lý luận về công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Việt Nam. Các vụ đại án tham nhũng nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận như vụ Việt Á, AIC, FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát được yêu cầu phải tập trung điều tra và xử lý nghiêm mỉa mai thay việc xử lý nghiêm của ông trọng lại là cho phép tự nguyện nộp lại tiền tham nhũng và tự nguyện từ chức thì sẽ miễn cho xử lý hình sự đồng thời trong một vụ án một tội danh đã có sự bất tương xứng trong kết luận điều tra của công an cũng như tội danh đề nghị khởi tố khiến cho dư luận bất bình như vậy thử hỏi ông trọng sự nghiêm minh của pháp luật ở chỗ nào Hình ảnh tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người khởi xướng công cuộc đốt lò từ năm 2016 đến nay. VOA dẫn một số tổ chức định chế quốc tế theo dõi Việt Nam lâu nay đánh giá rằng tham nhũng là một vấn đề dai dẳng ở Việt Nam trong nhiều năm và càng trở nên trầm trọng hơn do những thách thức cố hữu của nhà nước độc đảng, như nền pháp quyền yếu kém, thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình, cũng như mối quan hệ mạnh mẽ giữa chính trị và kinh doanh. Vì vậy cho biết thêm, kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng phát động chiến dịch đốt lò vào năm 2016, rất nhiều quan chức đã bị cách chức, khai trừ khỏi đảng hoặc bị bỏ tù vì tội tham nhũng. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng của ông đã gây tranh cãi bởi một số ý kiến cho rằng nó cũng là công cụ thanh trừng lẫn nhau giữa các phe phái trong đảng về mặt xã hội những con số khủng về số tiền nhận hối lộ trong nhiều vụ đại án tham nhũng những năm gần đây đã khiến người dân sốc và bức xúc nhưng điều công chúng quan tâm nhiều hơn chính là số tiền thu hồi có được trả lại cho dân hay không thực tế cho thấy vụ chuyến bay giải cứu nhà cầm quyền đã làm lơ hành khách trong các chuyến bay này những nạn nhân trực tiếp của vụ án vụ việt á cũng không hề đề cập tới thiệt hại của người dân những người bị ngoáy mũi với số tiền có thể lên đến hàng triệu do công việc cần đi lại của họ. Vụ ngân hàng SCB thiệt hại của dân rất cụ thể rõ ràng, nhưng không biết chính quyền sẽ xử lý ra sao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo. D với bản tin Tổng Bí thư ca ngợi công cuộc chống tham nhũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo. D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất, Ngọc Thơ Thời Báo.d